Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả em ơi. Nãy giờ thì sau khi hoạt động thì ban mình cũng ăn được cái một rương kiều môn phái, lại một cái sân hàng với kiếp cái bang. Cái bang thì anh em đấu giá lên 9.5, quá gơ. Rồi bảo rương hồng kiều môn phái ngẫu nhiên thì đấu lên 8 kim rồi. Quá gắt này mà, 8 kim rồi. Quá gơ. Hello này mới vô nha. Bây giờ thì Khải nuốt một cái một ít số này rồi Khải anh Vinh cho anh em xem nha. Này thì Khải anh Vinh con lông đao này nha anh em. Con đao này con lông đao xe. Cái này con lông đao xe nha anh em ơi. Nếu có bác có tăng bán like thì Vinh ngáo cũng có Khải bán ngay ạ. Full rương thủy tinh đó. Ôi, full rương thủy tinh hơi bị ngon lắm em. Tầm này cố gắng kiếm 20 viên là ngon rồi, không biết ra được hay không đây. Ok, nút hết nhiêu này rồi bắt đầu anh em mình anh em xem nha. Chuẩn bị đầy đủ rồi, việc quốc thôi nè. Ok anh em, sau khi mở ra 1.000 cái hết rồi, giờ bắt đầu đi đói nè. Nói chung thì anh em xem ở video lần trước hay anh ạc trước á, thì tương đối thì nó cũng không có gì mới lạ cả. Cũng thủy tinh, rồi tinh hồng, rồi ba cái bí tịch mật tịch, rồi rương phổ này nọ, rồi bí tịch mật tịch, rồi sơn hà bí kiếm 120. Đó, mấy cái đó thì có giá thôi. Còn lại là những cái vật phẩm còn lại thì cũng không có giá bao nhiêu. Lần này thì Khải tiếp tục anh Evan con lông đao này nha anh em. Thiên vạn đúng rồi, thiên vạn Khải cũng ăn luôn chứ. Nếu mà này anh full Evan này lên một cấp 150 gần 156 đó. Evan thì còn nhiều, túi Evan còn nhiều. Nói chung là vứt cho nó khỏi chặt rương thôi nè. Chứ bên xe Khải mình này chăn chắc là xe nào cũng 5-7k túi, rất là nhiều đồ nên là không có thiếu đâu. Cần thì mình lái tiếp đó, chứ nhiều lắm. Nhiều khi vứt qua cho dư chứ còn ba cái túi nguyên liệu thì nhiều, có một đầy nhóc luôn nè, không thiếu túi nguyên liệu server này không thiếu. Rồi. Ok. Giờ Khải gì từng dương Khải đổi cho anh em xem. Rồi bắt đầu anh Nguyên nha anh em ơi. Anh em đang xem thì cho một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Và ở video này thì Khải sẽ có một mini game nho nhỏ dành tặng cho anh em ngày hôm nay. Anh em hãy like, chia sẻ video ở kênh YouTube. Anh em nhớ nha, lưu ý nha. Là hãy like, chia sẻ video ở kênh YouTube và chúng ta cùng dự đoán xem lần anh Evan này Khả lên được bao nhiêu cấp và đạt bao nhiêu phần trăm. Nếu trong tỷ lệ gần nhất khoảng 10% nhỏ thì người đó sẽ chính xác cấp, và anh em hãy dự đoán cấp vào phần trăm lớn. Nếu như anh em nào mà dự đoán gần 10% lớn trở lại hoặc là trở đi thì người đó sẽ nhận thưởng đó là 50k cạc Việt Nam đồng nha anh em ơi. Đó, một cái cạc Việt theo hoặc là mobile đó 50.000 Việt Nam đồng nha. Bây giờ thì Khả sẽ mua ra cho anh em, khi Khả sẽ ép xong xuôi đâu đó thì Khả sẽ cho anh em bắt đầu dự đoán nha mọi người. Anh em thích cái ok chưa Evan này nha. Đó, hiện tại Khả đang tạo được 1.000 cái xăm tỷ hữu rồi. Ok này, anh em này, dự đoán kết quả up mắt Evan này, Evan show đây, cấp cộng phần trăm. Rồi, anh em dự đoán em ơi. Anh em hãy dự đoán cấp và phần trăm. Sau khi anh Evan này mắt 1.000 Evan này thì Khả lên được bao nhiêu cấp và đạt bao nhiêu phần trăm. Nếu như anh em nào dự đoán gần nhất hoặc là xa hơn một tí, khoảng tầm từ 10% lớn nha, cái này 10% lớn quay đầu nha. Nếu nào dự đoán anh em nào dự đoán gần và chính xác nhất thì người đó sẽ nhận ngay 50k cạc nha anh em ơi. Anh em lưu ý là ở trên YouTube nha mọi người. Anh em trên fanpage thông cảm nha. Anh em trên fanpage thì có thể kích vào link Khải có ghi bên dưới nè. Anh em trên fanpage hãy kích vào link Khải ghi bên dưới để có thể trở về kênh YouTube của Khải để có thể dự đoán anh em ơi. Và sau cái dòng comment của Khải á thì anh em mới bắt đầu dự đoán. Đúng rồi, John Biết bắt đầu dự đoán này. Cái người đầu tiên đó là John Biết nè. Rồi đến Thịnh Nguyễn này, đến Sáng Đỗ này. Rồi anh em hãy lưu ý là dự đoán không được sửa chữa nha anh em ơi. Anh em dự đoán cấp và phần trăm. Nếu như anh em nào dự đoán nhanh và chính xác nhất khoảng từ 10% sau hoặc trước 10%, khoảng đó nếu anh em nào dự đoán nhanh chính xác nhất thì sẽ nhận ngay cả 50k cho vui nha anh em. Rồi ok. Anh em dự đoán nè, mà cho anh em 2 phút là dự đoán nha mọi người. Cho anh em 2 phút nha. Anh em lưu ý là hãy kích vào link YouTube bên dưới đi, Bảo Huỳnh ơi, Quân Đinh ơi, Cảnh Hoàng ơi. Link YouTube bên dưới đó mọi người ơi. Link YouTube bên dưới nha mọi người. Anh em lưu ý là Khải sẽ chỉ tính bằng cái tích điểm ở trên kênh YouTube. Đó là link Khải có ghi bên dưới. Ở bên fanpage anh em, ở bên fanpage với Khải Nguyên Minh, Khải có ghi một cái link đăng live trực tiếp tại kênh YouTube đó anh em. Anh em có thể kích vào link bên dưới để trở về YouTube để thời dự đoán nha anh em ơi. Đúng rồi, anh em hãy lưu ý là dự đoán đúng một lần một thôi nha. Anh em nào mà chỉnh sửa cái dự đoán thì Khải sẽ biết và cũng như là không phát quà đâu nha anh em ơi. Nói chung là phần thưởng không bao nhiêu nhưng mà anh em chơi cho xanh chính là ok anh em à. Đây, anh em cùng xem sơ qua trên kênh YouTube này. Đó, hiện tại trên kênh YouTube là gần 200-300 anh em đang xem. Anh em lưu ý này. Đây, sau khi cái comment của Khải này, anh em dự đoán kết quả Matt Evan Show dự đoán là cấp và cộng phần trăm. Đó, nếu anh em nào dự đoán nhanh chính xác nhất, ví dụ này 155 và 1%, rồi 158 18%, rồi 155 95%. Đó,
anh em dự đoán chính phần 5% lớn thôi, không còn phần trăm nhỏ đâu. Thì anh em lưu ý là chỉ dự đoán một lần một thôi nha. Anh em nào mà sửa chữa cái video, anh em nào sửa chữa cái comment á, thì coi như là anh em đó bị lỗi nha anh em, không tính nha anh em. Anh em lưu ý là không được sửa chữa comment nha. Đó, rất nhiều anh em comment luôn, đúng rồi. Cho anh em dự đoán trong vòng 1 phút nữa Khải sẽ bắt đầu ăn Vinh, và chúng ta cùng chờ đợi kết quả nha anh em ơi. Nói chung là anh em hãy chơi một cách ok. Nếu anh em nào may mắn thì Khải sẽ tặng anh em người đó cạn 50k cho vui nha mọi người. Một người duy nhất thôi nha. Một người duy nhất nha mọi người. Anh em lưu ý trên fanpage thì hãy kích về kênh YouTube dùm Khải nha mọi người ơi. Tại vì Khải sẽ quản một bên thôi. Chứ nhiều khi mà Khải quản một lúc hai bên đó thì cảm giác nó không được anh em à. Nó không được, nó với lại nó mất thời gian lắm. Đây, còn được coi bao nhiêu. Rồi, còn 30 giây nữa, còn 30 giây nữa Khải sẽ bắt đầu ăn Vinh nha anh em ơi. Và nếu như Khải ăn Vinh xong thì mọi dự đoán của anh em là lúc đó sẽ không còn tính rồi nha mọi người. Rồi, anh em có ăn dự đoán, anh em có dự đoán thoải mái nha. Anh em dự đoán nhiệt tình nha anh em ơi. 30 giây nữa anh em ơi, cứ dự đoán đi. Rồi anh em nào dự đoán đúng cấp và phần trăm nhanh và chính xác nhất thì Khải sẽ tặng anh em 50k cạc vì năm đồng. Đó, một cái cạc coi như là lâu lâu làm cái event cho anh em xem cho vui. Đó. Ok, hơn 300 anh em trên YouTube này. Đó. Anh em đúng rồi, comment một lần nha, anh em lưu ý comment một lần thôi nha. Khá nhiều anh em comment 155, 156, không biết là lên cấp bao nhiêu. Ở event này thì nói chung là 1000 cái xâm hỷ tửu nè anh em. Đó. Nguyên xong hủy tiểu này thì anh Vinh thì như hôm trước hãy ăn rồi, anh em cũng xem một lần rồi, đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ăn. Anh em cứ dự đoán đi, đến khoảng gần 100 cái, khoảng gần 200 cái Khải sẽ cho ngừng dự đoán nha Nam. Khoảng gần 200 cái Khải sẽ cho ngừng dự đoán nha. Và chúng ta sẽ chờ đợi kết quả nha Nam. Và bây giờ anh em cứ dự đoán thoải mái nha. Và trong thời gian chờ đoán thì chúng ta sẽ ăn Vinh anh em à. Vẫn cứ ăn Vinh thôi. Và anh em lưu ý chỉ dự đoán một lần một nha Nam, không được dự đoán nhiều lần nha. Anh em nào mà chỉnh sửa comment thì Khải sẽ không duyệt anh em đó nha. Coi như là những comment của anh em không được tính luôn á. Rồi, anh này. Đây. Cái này thì chủ yếu kiếm thiệt tinh anh em à. Quá tửu này. Đó, bình quá tửu này. Hôm nay có quá tửu. Không biết hôm nay được 20 thiệt tinh luôn đây. Ôi, hơn 100 cái mà không có một viên thiệt tinh nào luôn. Vãi thiệt nha. Ừ, khả năng anh Vinh Hoàng Vũ ơi. Vãi thiệt quá anh em ơi. Hello, canteen Vũ nha. Ôi, gần 1000, gần 100 cái rồi mà chưa được viên thiệt tinh nào luôn. Thiệt tinh đâu? Cái này chủ yếu kiếm thiệt tinh anh em à. Có khá nhiều anh em dự đoán cấp 155, không biết lên được 155 hay không đây. Chưa có viên thiệt tinh luôn ta. Nhỏ vậy. Một hộp thạch anh. Hello này mới vô nha, chúc anh em mình tối xem live dễ nha. Một hộp thạch anh. Ôi, gần 200 cái rồi mà chưa có thiệt tinh luôn. Vãi thiệt anh em à. Gần 200 cái mà không có viên thiệt tinh luôn. Áo dữ ta. Ồ, chưa hết, hết sai rồi anh em. Gần 200 cái rồi. Chưa viên thiệt tinh luôn. What the hell. What the hell. Thiệt tinh đâu. Ui, bán nước này làm gì. Đèn quá, đèn quá, đèn quá. Cũng viên thịt, bật thịt 2, biết thịt 2. Thôi xong, thôi xong rồi. Gần 300 cái rồi. Thiệt tinh đâu. Thôi xong, thôi xong, thôi xong, thôi xong. 250 cái không có viên thiệt tinh nào luôn. What the hell. Còn đón được em ơi, cứ đón đi thoải mái đi, chưa ngừng mà. Anh em cứ thoải mái, anh em chỉ được đón một lần duy nhất nha. What the hell gì vậy ta. Không có viên thiệt tinh nào luôn anh em. Vãi cả nồi. 250 cái rồi mà chưa được viên thiệt tinh nào. Một viên đầu tiên xuất hiện. Trời ơi. Trời, viên 2, viên 3, hai viên này shop cho làm gì trời. Một đồ, hai viên thủy tinh. Thủy tinh đâu, chủ yếu kiếm thủy tinh mà thủy tinh ít quá, cảm giác hơi ít luôn nè. Chúc bạn may mắn lần sau rồi Thả Nguyễn ơi. Ôi trời ơi, gì thủy tinh đâu. Trời ơi, mới cái hai viên rồi nè em ơi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ba viên thủy tinh rồi. Rồi ok anh em. Anh em lưu ý là chỉ dự đoán một lần một nha. Anh em nào mà xóa comment là Khải không tính nha anh em. Rồi ok, bây giờ Khải sẽ cho nó qua bên cờ lon, nó dựng mất cái đồ này. Tự nhiên Nam. Mới 3 viên thủy tinh thôi, hết gần 500 cái rồi. Mới 3 viên thủy tinh thôi, khá là phèn luôn á Nam. Khá là phèn luôn. Mới 3 cục thủy tinh thôi. Sao 4 viên rồi, sao Vũ ơi. Anh em nào muốn dự đoán thì hãy kích vào link bên kênh YouTube nha anh em ơi. Anh em lưu ý qua kênh YouTube Khải, đừng quên đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ chơi anh em ơi. Và nếu anh em dự đoán nào, dự đoán cấp và phần trăm chính xác nhất hoặc là tương đối gần chính xác khoảng 10% quay đầu,
hoặc là 10% hơn một tí thì Khải có thể phát thưởng cho người đó nha. Hai gần 500 cục, 500 cái này. Đồ 500 cái. Trời ơi, cuốn thứ 6. 6 có luôn. Bài cuốn này có hết rồi. Đâu, được 4 viên thủy tinh người ta. Nhỏ dữ trời. Mấy 4 cục thủy tinh thôi em ơi. Khải vứt những cái không quan trọng qua một bên nha. Đó, mấy cái này không có giá, Khải vứt qua một bên đi. Tại vì nó cũng chỉ là một cái gì đó thôi, nó không có giá trị lắm. Này đủ tốt nè. Học chuẩn bị. Ôi, lên bài boss nữa này. Vứt qua bên hết. Vứt hết. Chọc thế, vứt hết. Không có giá là vứt qua một bên. Tại bây giờ này anh 500 cái rồi em à. Hiện tại bây giờ anh em nào chưa được, anh em nào chưa dự đoán thì anh em có thể quyền dự đoán nha em ơi. Anh em nào chưa dự đoán thì cứ quyền dự đoán tiếp tục nha mọi người. Hiện tại dự đoán của anh em vẫn còn đang tính nha anh em. Anh em chỉ lưu ý là chúng ta chỉ dự đoán một lần một thôi nha anh em ơi. Anh em nào mà xóa comment thì Khải không tính nha mọi người. Khải sẽ tính từ trên xuống dưới. Anh em nào dự đoán nhanh và chính xác nhất với số lượng cấp và phần trăm thì Khải sẽ tặng anh em cái cạc 50k Việt Nam đồng cho người dự đoán nhanh và chính xác nhất trong khoảng 10% quay đầu. Đó. Rồi. Ok. Trời ơi. Rồi, chào bước chặng đường nha. Tiếp tục khui ha. Phát cứ gạch. Hello anh em mới vô nha. Comment tầm bậy quá Vũ ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục anh em ơi. Rồi, khui. Hiện tại mới 5 cục thiết tinh thôi anh em ơi. Khoảng tầm 200 cái cá nhân 200 hộp cuối cùng thì Khả sẽ cho ngừng dự đoán anh em ơi. Khả sẽ không cho dự đoán nữa nha. Thiết là hàng bằng nhược sụp hết. Rồi. Đồ, mới 5 thiết tinh người ta sao chán dữ trời. Hôm qua anh cũng có 9 viên thiết tinh thôi, hôm nay anh lại có 4 viên thiết tinh thôi. Vãi chướng thiệt. Hôm nhiều anh em ăn lớn mười mấy cục, mình ăn gì cũng như cái quần què ta. Trời ơi, mới 4, 5 viên thủy tinh. Trời ơi, khổ. 5 cục thủy tinh, vãi thiệt. 6 cục thủy tinh rồi. Hiện tại dự đoán của chúng ta chỉ còn khoảng... Rồi, lên đi. Thủy tinh đâu? Ồ, nãy đứng tốn quá trời. Ây, đó, phải dài chứ. 8 cục rồi, lên sang. 8 cục rồi, lên đi. Trời ơi, đứng hình luôn rồi, em ạ, đứng hình luôn rồi. Đứng hình với 8 cục rồi. 10 cục, 9 cục. Rồi, ok này. Dự đoán, ở trên YouTube bắt đầu ngừng anh em dự đoán. Bắt đầu ngừng sau comment này. Sau comment tên này. Rồi, anh em nào dự đoán sau comment này không tính rồi nha anh em. Đó, anh em cùng xem trên live này. Đó, những comment mà dự đoán sau cái comment của Duy Khải Gaming này thì anh em không được tính nữa nha. Đó, như là Tuấn Lê không tính được nữa. Đó, ok chưa? Rồi, chốt. Bây giờ chúng ta sẽ khui những cái cuối cùng để xem thử Khả lên được bao nhiêu cấp và bao nhiêu phần trăm nha. Xem thử chính xác nha em ơi. Ok, lâu lâu tạo một cái content nhỏ nhỏ tặng anh em mấy cạc 50k cho vui. Anh em nào trúng thì cứ tí nữa Khả sẽ kiểm tra cũng như thống kê cho anh em xem. Ai trúng thì người đó sẽ nhận thưởng nha anh em. Rồi, nãy được mấy 9 viên thủy tinh rồi. Trời, lên mày boss quá trời. Chết thiệt luôn nè. Gì mà lên mày boss không, máu tung kim thì lên bí rồi. Chết. Bạn nhược tâm kinh phúc duyên trời. Rồi, ok, bỏ qua này đi, đỡ chặt rừng á, tính tiếp. Rồi, ok, tiếp tục nha mọi người. Nãy giờ anh Vinh cũng hơn 10 phút rồi mà mới có hơn 750 cái luôn rồi mà mới có 9 cục thủy tinh rồi em ơi. Không biết lên được 20 viên không đây, hơi là phèn luôn. Ok, tiếp tục này. Thì tên đâu? Trời, thằng này mời boss không vậy? Rồi, xong, không thấy đâu luôn. Đây kiểu qua là, kiểu này phải lao qua em bắt à. Còn hơn 200 cái nữa anh em ơi, còn 200 cái nữa. Hello, anh em mới vô nha. Anh em mới vô thì coi như không comment được rồi, anh em không dự đoán được rồi nha. Lâu lâu làm cái content 50k cho anh em chơi, không biết ai dự đoán chúng đây. Anh em lưu ý là không được xóa comment nha. Anh em nào xóa comment không được tính nha anh em. Ui, mới 9 viên tinh đứng hình rồi anh em ơi. Lên 11 ơi. Hiện tại bên này Khải hết tốn 7 kim nha anh em ơi. 7 kim. Trời ơi, đứng hình luôn rồi. Đứng hình rồi. 10. Rồi xong, đúng 10 viên thủy tinh luôn. Rồi cái cuối cùng. Rồi chắc có vẻ là 154, 40 mấy phần trăm rồi anh em ơi. 154, 40 mấy phần trăm rồi. Không biết ai giờ đoán đúng này. Đợi tới anh em ơi, còn một cục cuối cùng. Một cục cuối cùng nha anh em. Một cục cuối cùng và một cục duy nhất để xem thử Khải lên bao nhiêu phần trăm đây.
Để xem ai vừa đoán đúng đây. Rồi hết rồi đó anh em ạ. Để chuyển qua bên đây nữa. Máu nè, lắc nè, máu nè. Trời ơi, trang bị tím mấy cái này vứt sốt hết. Rồi, rồi, ok. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, ít đâu. Giao dịch đến 11 cái sao lấy. Con này đi. Rồi, boss nè, boss nè. Rồi, shop này, shop này, shop này, shop này. Rồi có ai vừa đón đúng nè. Shop này. Máu nè, máu nè. Khai dòng rương đấy. Rồi, rồi có ai vừa đón đúng nè. Đây, khui cái cuối cùng nè. Đâu rồi? 30 ô luôn mà. Ôi trời. 30 ô này mà, để tí. 30 ô nữa là khai phải tiếp tục thôi. Bỏ nè. 30 ô như này đủ không ta? Đủ 30 ô luôn, đậu sơn. Vứt nè. Anh em cùng chờ đợi xem ai lên, ai thủ, ai trúng này. Cái này là được 5 điểm tìm đanh rồi. Ui. Đó. 154 và 47%. 154 47% anh em à. Ok này, đã có thể ai dự đoán đúng nha. Hiện tại sau khi Khải ăn mắt Evan thì Khải sẽ được đó là 154. 154 cấp, cấp 154 và 47%. Để xem ai vừa đoán đúng nha. Người nào vừa đoán đúng nha anh em ơi, anh em cùng soi lên dưới Khải cho vui nè. Ok anh em ơi. Bây giờ chúng ta cùng xem trên tấm hình đây, đó coi. Ai vừa đoán đúng nha. 154 47%. Để xem ai vừa đoán đúng được có thể nhận 50k cạp viên đồng nha anh em. Kéo lên, kéo lên, kéo lên. Sau khi có comment, kéo lên, kéo lên. Hơn gần 400 anh em đang xem nè. Anh em cùng làm chứng luôn trong video này luôn nè. Đây anh em à. Đây, kéo lên, kéo lên, kéo lên. Đây, đây anh em nhớ không? Anh em dự đoán này, sau cái này mới bắt đầu tính này. 154, 47%, ok chưa? 154, và chúng ta cũng đi tìm từ John Mix xuống này. 154 mới đứng lại anh em ơi. 154, 90, xa quá. 154, 47%. 154, đây, 80%, quá xa. Chỉ cần khoảng 10% mới được thưởng nha anh em. 154 47% để xem ai đúng không. 55 57 mấy 55 156. Úi dồi, anh em dự đoán đến 156 luôn, quá cao. 155 155 155 156 157 159 79, quá xa luôn, cách hơn 10% rồi anh em à. Rồi 156 155. Trời, anh em dự đoán lên đến 2 3 cấp lận. 154 82 cũng khá là xa. 154 155 156 155, 157, 155, 156, 156, 155, 157. Ôi anh em nhiều đoán cấp quá trời luôn, cao dữ ta. Khả chỉ lên được một cấp hơn thôi, một cấp rưỡi thôi. 155, 156, 157, 156, 155, 159, 155, 156, 157, 156, 157, 155, 157, 156, 56, 55, 56. Còn ai còn 154 không? Ai đang dự đoán 154 thì mới ra có cơ hội anh em à. 154 không? Không ai dự đoán 154 luôn. 155 trở đi không? Rồi 136. Cái gì đây? Cái gì đây Vũ Phạm? Cái gì mà dự đoán cấp của người ta từ 153 mà dự đoán còn một cấp 136 này? Bậy bậy nha. Đây 154, 33% thì cách khoảng 14% là cũng không được. Cách 14% rồi, Khải chỉ nói là cách khoảng 10% quay đầu thôi. Rất tiếc này, cách quá xa. Cách đến hơn mười mấy phần trăm lận. Rồi, ai 154 nữa không? Ai? Vũ Phạm. À, Vũ Phạm dự đoán hai lần không được nha. Đây, ở trên này á, Vũ Phạm là dự đoán 136 rồi. Xuống dưới này, Vũ Phạm lại tiếp tục 154 nữa. Không tính nha, hai comment liên tục. Không tính nha anh em. 154, 67, 67 cách 20%. 89 thì cách quá xa rồi sự nghiện ơi. 154, 25% cách cũng khá là xa. Đúng rồi, Khang Nguyễn ơi, lên được hơn một cấp tí thôi. Đúng rồi, anh em dự đoán cao quá. 110, 54, 19 khá xa luôn, tướng nhỏ ơi. 54, 88 thì cách quá xa luôn. 54, 98. Đây rồi, Cường Sĩ Nguyễn, Cường Nguyên Si, 154, 38%. Là người dự đoán gần chính xác nhất trong khoảng 9%. Và bây giờ chúng ta cùng kéo xuống thêm, ai chính xác hơn nữa không? 154, 67% là cách 20% rồi. 154, 90. Hiện tại thì chúng ta chỉ có một người, đó là Nguyên Sĩ thôi.
154-80. Đây 154-45. Đây là người dự đoán tiếp theo, gần và chính xác nhất với khoảng 2%. Và giờ chúng ta còn kéo xuống thêm. À không được, Tài Nguyễn đi xin rút thông báo rồi anh em à. Tài Nguyễn này nha. Không nha, không được nha anh em. Tài Nguyễn này anh em, chơi kiểu này sao chơi Tài Nguyễn. Comment 2 lần còn rút thông báo nữa nha. Đó anh em, Tài Nguyễn mình chơi này, rút thông báo. Đó là coi như comment của Tài Nguyễn vô tác dụng, không tính nha. Tài Nguyễn có trúng không tính, tại vì ở trên là một số gì đó, ở bên dưới này là gần trúng, anh ta đã bỏ số trên rồi thì không tính. Thì chúng ta sẽ quay lại là nguyên quan sĩ rồi đó. Rồi chỉ khoảng tầm 9%. Còn lại tình phạm 154-32 thì với khoảng 15% khá xa. 47 với đây cũng 47 với 65 là cách 18, khá là xa. 154-57 cũng cách 20, khá là xa. 54-13, 54-72 cách khá là xa. 54-40 cái này sai cú pháp. Lọc văn lọc thì sai cú pháp rồi. Ok. Và sau khi kéo đến dự đoán kết thúc, ở bắt đầu dự đoán chỗ này là kết thúc anh em à. Đây, dự đoán kết thúc này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kéo lên chỗ nghiêng si nghiêng sĩ ở đây là 147. Gì 154, 47%. Mình hãy kéo lên đó. Nghiêng si gì đâu? Nghiêng sĩ gì đâu? Được hãy kéo nó tự ông ta có comment 2 lần không nha anh em. Nếu 2 lần là không được trúng luôn nha. Đó, lâu lâu làm comment cũng phải làm kỹ một tí anh em. Đâu rồi? Nghiêng si đâu? Nguyên sĩ gì đâu, mới thấy đâu cái gì anh em, vừa rồi mới quét chỗ ống. Nguyên sĩ nghiễn gì đó, nghiễn sĩ không giấu đâu. Nếu mà ổng comment 2 lần là không tính nha anh em, nếu mà ổng comment 2 lần không tính nha. Ok, kéo xuống lại đây. Nguyên sĩ gì đó, cái tên sĩ phải cuối cùng anh em. Hiện tại đang even nên là chỉ có một người trúng rồi nha anh em. Ông ta dự đoán là 154 với 38% hay 40% đâu, không nhớ nữa đâu coi. Nguyên si đâu, sĩ nghiễn không phải rồi, không phải rồi. Đây cường nghiễn sĩ đó. Và bây giờ chúng ta cùng chat lên bên trên thử xem cường nghiễn sĩ có comment nữa không nha anh em ơi, để xem là cường nghiễn sĩ không anh em ơi. Hiệp nghiễn hả? Đúng rồi. Rồi nhầm gì, bấm nhầm xóa rồi là không được. Xóa trước khi chốt cũng không được nha Tài Nguyễn ơi. Có xóa, nói chung là cứ có xóa là không được nha. Cứ có xóa là không được nha. Tài Nguyễn hả? À? Tài Nguyễn đâu? Tài Nguyễn chỗ nào đâu ta? Khai kiểm tra Tài Nguyễn. Đúng rồi, Tài Nguyễn xóa sao được. Nói chung là chơi mà chơi xóa là không được nha. Hiệp Nguyễn hả? À? Hiệp Nguyễn là 154-42. Ok rồi, khai kiểm tra là Hiệp Nguyễn nha anh em. Anh em bảo là Hiệp Nguyễn đúng không? Hiệp Nguyễn đâu? Hiệp Nguyễn trúng rồi, nhiều anh em bảo là Hiệp Nguyễn trúng rồi. Ok. Giờ chúng ta sẽ kéo lên bên trên lại kiểm tra lại xem Hiệp Nguyễn có trúng chính xác không nha. Đây, và chúng ta sẽ kiểm tra chết lại một lần nữa. Đó, Hiệp Nguyễn hả? Đây, giờ chúng ta cùng kéo lại Hiệp Nguyễn chỗ nào nha anh em. Hiệp Nguyễn, chúng ta sẽ để ý đến tên của anh Hiệp Nguyễn. Hiệp Nguyễn đâu? Để xem Hiệp Nguyễn có, nếu Hiệp Nguyễn trúng tỷ lệ ngon hơn ông Nguyễn Sĩ thì Hiệp Nguyễn sẽ trúng. Đó, chúng ta sẽ tìm tên Hiệp Nguyễn. Hiệp Nguyễn đâu? Còn ai mà xóa thông báo rút lại là như Châu Trương Trương Rau là cũng không được này đó. Vì anh em chắc chắn là người đó sẽ đăng comment 2 đến 3 câu, 2 đến 3 số nữa là không thể tính được. Hiệp Nguyễn. Trời, không Tài Nguyễn nữa, không phải Hiệp Nguyễn. Hiệp Nguyễn đâu anh em? Cứ nhìn sơ qua thử coi. Đâu thấy đâu ta, anh em lại tí nha. Hello anh em mới vô nha. Đâu rồi, Hiệp Nguyễn. Hiệp Nguyễn đâu ta? Anh em bảo Hiệp Nguyễn rồi, Khải không thấy Hiệp Nguyễn ta. Đỡ mà nói thì coi. Cường Nguyễn Si 154-38 thì cách còn 9%. Còn Hiệp Nguyễn đâu? Hiệp Nguyễn đâu? Hiệp Nguyễn nó sao mình không thấy ta? Ủa? À đây. À, Hiệp Nghiễn ra đây. Trời ơi, Hiệp Nghiễn gần ngay chỗ dự đoán luôn em ơi. Ông này còn bán đấy, quá chính xác. Tại vì là sau khi Khải bảo dự đoán bắt đầu ngừng là Khải còn 250 cái nữa anh em à. Và đây là Hiệp Nghiễn nè. Hiệp Nghiễn là theo Khải thấy Hiệp Nghiễn dự đoán khá là chính xác với khoảng tầm 5% thôi là chắc chắn là Hiệp Nghiễn rồi.
Và bây giờ chúng ta cùng chat lên bên trên thì Hiệp Nghiễn có comment nhiều comment không nha. Nếu Hiệp Nghiễn mà comment nhiều comment thì coi như là Hiệp Nghiễn không được tính nha Nam. Hiệp Nghiễn này bây giờ chúng ta sẽ kéo từ bên từ giai đoạn này kéo lên xem là Hiệp Nghiễn có comment lần thứ hai không nha. Anh em cùng chat với Khả nha em ơi. Nếu Hiệp Nghiễn không comment lần thứ hai thì Hiệp Nghiễn sẽ là người chính xác nha mọi người và nhận 50k cạc đến từ Khả nha. Evan hôm nay nha. Hiệp Nghiễn đúng rồi chắc là không có rồi tại vì nãy Khả nhìn kỹ lắm luôn á. Hiệp Nghiễn không có comment gì luôn, chỉ comment cái phần gần cờ cuối. Ai? Không được, không được. Bài Hiệp Nghiễn comment đến 2 lần. Đây. Chính xác chưa? Không được, không được. Và Hiệp Nghiễn đã comment 2 lần anh em à. Đúng chính xác rồi Nghiễn Minh Quân ơi. Hiệp Nghiễn đã comment 2 lần. Một lần là 156-20% và một lần đó là gần cờ cuối nữa. Anh ta rất là khôn nhưng mà không như Hiệp Nghiễn thì vô em đầy nha. Đó, nói vui thôi nhưng mà anh Hiệp Nghiễn comment 2 lần không tính nha mọi người. Anh em lưu ý là comment 2 lần không tính. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại anh Nghiên Si. Chỉ có một anh Nghiên Si là chúng ta có thể chat lại Nghiên Si xem thì thử có chính xác hay không. Chứ Hiệp Nghiễn không tính rồi đấy. Hiệp Nghiễn comment 2 lần là bỏ rồi anh em à. Rồi Nghiên Si đâu, Nghiên Si thì ông 38% thì ông chỉ trên nhau khoảng tầm 9% nhỏ thôi. Có thể phần thưởng này sẽ dành cho Nghiên Si, Nghiên Sĩ rồi đó. Đúng rồi. Rồi chơi comment 2 lần vô em đài luôn anh ơi. Rồi ok rồi Khải nhìn lại đúng anh em thấy đúng không? Nếu mà Khải anh em thấy chốt Khải đúng không anh em ơi? Anh Nghiên Sĩ đó đúng không? Anh em ơi đúng không? Đúng rồi. Rồi ok này. Bây giờ chúng ta sẽ kéo lại một lần nữa. Tại Nghiễn không được, tại Nghiễn 2 lần anh em ơi. Tại Nghiễn không lần. Em 154-46% chỗ nào là Thanh Sơn? Anh đâu thấy comment của em đâu Thanh Sơn. Đúng không anh em? Đâu thấy đâu. Ừ cái ông mà Hiệp Nghiễn là dự đoán 2 lần không tính nha. Đúng rồi. Chúng ta chỉ đến ông Nghiên Si lúc nãy Khải có tính đến là 154% và 38%. Thì người đó là người dự đoán nhanh và chính xác nhất. Để coi chết lại một lần nữa xem. Nghiên Si, Sĩ Sĩ ở đây. Rồi kéo lên một lần nữa. Tại Nghiễn dự đoán 2 lần này nên không tính này. Đó. Nghiên Si đâu? Nghiên Sĩ Sĩ, Nghiên Si đâu? Nói chung là chỉ có một người dự đoán đúng và nhanh chính xác thôi anh em ơi. Còn anh em nào dự đoán 2 lần không tính nha. Lâu lâu làm của Evan thôi. Khả năng nhắc anh em rồi là không được comment 2 lần mà. Đúng không anh em nhớ chưa? Anh em nhớ chưa? Rồi. Đó. Đây anh em ơi. Nó nằm ở đây rồi. Đây. Cường Nghiễn Si. Không biết là còn Cường Nghiễn Si còn đó không? Cường Nghiễn Si này. Nãy giờ ông trúng rồi sao không biết. Không thấy trả lời. Alo. Alo alo. Trả lời nhận thưởng. Nhận thưởng 50k cạc. Đó. Rồi. Thằng nghĩ một mình ông này thôi. Chết lên bên trên thì cũng không thấy anh em à. Chỉ có mình comment nữa thôi. Rồi ok. Có thắc mắc không anh em ơi? Không có, nói chung là Khải nghĩ cho ông này là chính thức được rồi đó. Rồi ok. Tôi chúng nha mọi người ạ. Rồi ok, Cường Nghiễn Si đã có mặt. Rồi Cường Nghiễn Si nói chung là sau một hồi tìm thì ra thì Cường Nghiễn Si là người chính thức nhận thưởng nha mọi người. Rồi ok. Đúng rồi, nói chung là chơi vui nhưng mà mình phải rõ ràng chứ anh em. Đúng rồi. Chứ đâu phải muốn nhận thưởng là nhận đâu anh em. Biết là ít tiền nhưng mà đó là một cái động lực để anh em xem like, đúng không? Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ Cường Nghiên Si inbox vào Facebook cho Khải để Khải có thể check kênh YouTube. Khải check kỹ kênh YouTube rồi sau cái buổi live này Khải sẽ phát thưởng cho Cường Nghiên Si nha. Và nhận cặp nào Viettel hoặc là mobile như thế nào thì inbox cho Khải nha. Cường Nghiên Si ơi. Đây, Cường Nghiên Si Khải nhắc một lần nữa này. Cần nhận cặp 50k gì cứ inbox vào Facebook cho Khải nhé. Đây nè. Rồi ok. Và cuộc event chúng ta đã kết thúc. Đó. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng mở tiếp tục những cái túi cuối cùng của cái event này. Thì đó xem thử Khải lời hay lỗ nha em ơi. Mùa này biết lời hay lỗ đây. Đây em ơi, tiếp tục. Đây, hiện tại bây giờ Khải còn cái cuối cùng. Nhận 5 triệu đâu nào, 5 triệu. Đây nè, khui này. Khui này. Lại một bách bảo rừng trong bão, hai bách rừng trong bão nè em ơi. Làm gì có hai người, có một người thôi. Kiểm tra mà hai người. Tôi cho ông dưới mà Sơn Nguyễn, kiểm tra lại đi. Có đâu mà hai người. Khải nhìn từ đầu đến cuối luôn có đó mọi người. Còn những anh em nào mà dự đoán có đúng nhưng mà kích dự đoán đúng nhưng mà cái cú pháp sai thì không được nha. Cú pháp sai ví dụ như phần trăm thì không ra phần trăm mà đâm ra viết dấu thanh là không được tính nha anh em. Phải đúng cú pháp, đó là cấp và phần trăm đó. Chứ còn nếu mà có đúng nhưng mà anh em dự đoán cái kiểu là 154 mà 40 dấu thanh, 40 dấu thanh là gì? Sao mà đúng được? Đó, sai cú pháp rồi, sao mà đúng được? Nó phải rõ ràng mà anh em, đúng không? Ok.
Bây giờ chúng ta sẽ còn khái mở một ít cái này nữa. Đi gì đây? Đi gì đây? Khui này. Một nhẫn Newton. Trời. Ai hiệp cốt. 46. Rồi, bán số lần cho lạnh đây mà. Số. Số sinh lượng chậm. 99 này. Tiện đây anh Khải cũng xin bên công ty anh Khải chuyên cung cấp các loại các loại anh em nhé. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ khui tiếp như này. Mặt nạ thì không nói nè. Hai lần bài boss nè. Rồi ok, bây giờ Khải sẽ khui bình rượu vàng. Bình rượu vàng Khải sẽ khui 50 bình rượu vàng nữa, thử lời hay lỗ nha anh em. Tối nay thì vào tổng kim chất chở một tí rồi nè mà, tại vì tối nay Khải xác định anh Evan đó. Ok này, khui này, cái này lỡ vàng thật anh khui nè, khui nè. Khui nè. Trời lục bọc 8. Khui nè. Anh thô. Thật anh lam nữa chứ. Mình đang cần 4 rồi cho thô 4 ta. Rồi ok, cái này đã gom tính xong. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục này. Khui này. Rồi giờ bắt đầu Khả sẽ anh tiếp tục 50 bình rượu vàng nha nam. Khui. Đúng rồi chào Tuấn ơi. Đang anh Vinh nên là khẳng đợi 2 tinh hồng. Thì tên nào? Tiền nhập game là bao? Shop đi. Rồi nhập kiếm là bao nữa, shop luôn. Bàn nhựa. Thổ đi phù vô hạn. Lách. Bót. Kiếm thị tinh. Roi ngựa. Ô xà xà. Ái xà xà, tiền về, tiền về. Tiền về. Tiền về được một cái kỹ năng phi phong rồi em à. Mấy trăm xu, ngon lành cành đào. Tiếp tục. Đó. Ấy chà chà, ra thêm một viên thị tinh nữa. Hợp lý. Nó là hợp lý 11 viên rồi nha. 11 viên rồi nha. Có vẻ hợp lý, có vẻ hợp lý. Đó, hôm nay không có bí kíp 120 nữa mà. Tinh hồng. Rồi, ra được cái phi phong thấy ngon anh à. Được phi phong thấy ngon anh à. Rồi, bước màn xe ngay tính tiếp. Ra được một viên thị tinh, hai viên thị tinh với lại ít đồ thấy ngon anh này. Anh em chờ cả một tí nữa mời. Các lần bài boss đầu rừng rồi nè. Hello anh em mới vô nha. Anh em mới vô thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ chơi nè em ơi. Ừ đúng rồi Hoàng Vương. Hoàng Vương ơi tầm này thì còn gì nữa đâu mà chơi. Tầm này thì Khải chơi kiểu cho vui thôi mà. Không được thì Khải nghỉ thôi, vấn đề gì đâu. Đâu còn cầm bang, đâu còn cầm ạc chính nữa đâu mà lo. Nói chung là anh em xem trên kênh Khải á, lúc mà Khải còn cầm bang chủ á thì nó khác, còn khi không cầm ăn chủ nó sẽ khác đó, nó thành anh em như vậy đó. Còn em cảm thấy vui thì ok không sao hết, đừng có suy nghĩ chi cho nhiều cho nó khổ, tại vì Khải chơi thì cách của Khải thôi, anh em cảm thấy theo anh em sao được. Ví dụ anh em đầu tư cho tôi đi thì tôi không nghĩ đó, giờ tôi không thích thì tôi bán, tôi nghĩ chuyện bình thường chứ đúng không, sao ép Khải được. Ví dụ như Khải chơi đến giai đoạn nào đó Khải không còn cảm giác nữa thì Khải có quyền Khải nghĩ mà, vấn đề là đâu đúng không. Giờ tự nhiên cứ bảo Khải là giữ lại à, trong khi đó Khải không còn cảm giác nữa thì giữ lại làm gì đúng không. Anh em cứ nghĩ là Khải phải chơi theo cảm giác của anh em sao được. Khải không còn làm ăn chủ nữa thì Khải không còn cảm giác nữa cả đó, thì Khải có thể Khải thích thì Khải chơi, không thích Khải thích Khải bán thì nghĩ là chuyện bình thường mà. Sao anh em phải đặt cái niềm cái của anh em vào Khải được đúng không, anh em thấy đúng không. Giờ đơn giản thôi, Khải không thích thì Khải bán, vấn đề bình thường mà. Còn nếu mà Khải còn cầm bang thì nó lại khác, nó hôm nay mình không cầm bang thì cảm giác mình khá là bình thường thôi, không thích chơi thì Khải có thể bán. Rồi Khải chơi người khác. Đó. Đó là chuyện rất là bình thường. Ok Khải giao dựng bên này đó. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Còn nếu mà anh em nào mà đầu tư cho tôi á thì anh em mới nói được. Còn chưa anh em nào nói làm gì. Tại vì là ai của Khải, Khải tự chơi, Khải tự cày mà. Có ai đầu tư gì đâu. Còn đồ đạc thì đơn giản, ví dụ anh em donate thì ủng hộ nhận thôi. Ai đừng mong bán 25 triệu rồi á. 25 triệu đâu ra. Vậy làm như tới 25 triệu anh em cứ đồn thổi cao quá. Đạt đường môn làm như tới 25 triệu. Cái bán có 4 triệu thôi, nó không có 25 triệu ngon vậy. Ba cái rương này khỏi bỏ qua một bên này, rương này không sử dụng được nè, quân chịu khó nè. Đâu, cho bị kiếp này mới ghê chứ, sinh lực. Này bỏ qua một bên nè. Nói chung là Khải sẽ gom lại một chỗ nào có giá Khải ra một bên cho anh em xem nha. Vừa rồi thì Khải đầu tư anh Vinh này anh em cũng thấy là tốn hết 7 kim này, dao động còn gần 600.000. Đó, gần 60.000 nữa anh Evan lần này. Rồi, lần này rồi còn 30 cái, ok. Đủ chỗ không? Đủ chỗ luôn. Đủ chỗ luôn. Anh đừng môn Khải bán cho anh trong bang rồi anh em ơi. Bán cho anh em trong bang rồi. Giờ Khải đang chơi con lông đao của xe đây. 1 2
vẫn chưa ra luôn. Đậu xanh để thiết lập là làm gì đây? Tạo giờ Khải chỉ mới được một cái phi phong và một viên thị tinh. Tiếp tục này, một bánh vào rượu khui. Trời, quá tử, quá tử rồi em ơi, quá tử rồi. Một kỹ năng này, kỹ năng xấu như đây, cái này minh luôn. Tinh hồng rồi bài bot thiết lập bán là hai, thiết là hán hai quân độ 17 cái cuối cùng. Đồ sưu tay tay thần thiết là hán không ta, hán không ta. Bán 40 mơ này hả? Bán 40 mơ, vãi cả 40 mơ. Gì đây? Thiết là hắn lỡ bao. Đồ, đèn dữ ta. Mới ra được một phi phong thôi em ơi. Lại thêm một viên thị tinh. Rồi, một viên thị tinh và một cái một viên thị tinh nữa là được 12 viên thị tinh anh em ơi. 12 viên thị tinh. Đồ, hôm nay cũng khá là ít luôn, không được nhiều, không được lời anh em ơi. Chắc lỗ sắp mặt rồi. Hắn shop này. Shop nè. Rồi ok. À được rồi. Trời kiểu này chắc lỗ sắp mạch này. 7 kim. 7 kim với này sắp mạch lỗ nè em ơi. Giờ bây giờ khui tiếp tục 15 cái rune đồ phổ này. Tiếp tục khui 15 rune đồ phổ này em ơi. Đây 1 2 1 2 3 ngự phong qua chì. Cái chì xương tinh lũ đáy. Ngọc lục trượng này. Bóng này. Xâm hồn độc hồn là cái này cái phi tiêu, phi tiêu. Bích hải thi đái. Xâm hồn độc hồn hai cái phi tiêu. Đồng cừu hồ uyển. Chú phượng đầu hồn đây là nón đám độc. Bích hải đai lưng thi yên. Lôi khung cầm đái, đai lưng lôi khung. Bích hải lưng ba là cái này cái ngọc bội, ngọc bội không sai được nè mày. Ngọc bội không sai được rồi. Không sai được rồi. Tứ không yêu đái. Nem mùa trống. Ô, cái này phải lóc bạc bỏ qua rồi nè em ơi. Nhiều quá. Nhiều quá. Nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá. Kiến thiết là bao nè. Thằng này bỏ bớt vô trong rừng nha em ơi. Kiến thiết là bao. Sát thu giảm. Kiến thiết là bao. Ba viên tinh hồng bỏ qua bên này. Đã nói chung là bây giờ là Khải không có toàn tâm huyết nữa. Đó, nói cho nhanh. Trời ơi, chơi dài dài giọng anh em. Tầm này không còn cầm băng chủ là không còn cái gì để mình suy nghĩ mà quyến tiếc cả anh em. Đó, chơi thì mình chơi, không chơi thì mình nghĩ. Đó, chả ai nói được mình đâu. Anh em đừng suy nghĩ cãi qua cái lại làm gì. Nhiều ông không hiểu cứ bảo là sao lại này thế nọ. Thiệt là bây giờ là Khải chơi cho vui. Đó, anh em cảm thấy vui thì còn xem. Còn xem thì còn vui. Còn xem mà thôi không sao cả. Đó chứ đừng có đặt cái niềm tin là cũng đừng có đặt cái ý của anh em vào Khải. Cái này là Khải mà sao giống anh em được. Nếu mà Khải còn cầm băng chủ nó sẽ khác. Đó, còn Khải hiện tại không cầm băng chủ thì cảm giác là chơi game cho vui thôi, giải trí thôi. Cuối ngày đánh tung kim xong, đó. Không còn gì phải quyến liên phải suy nghĩ chứ cho nó khổ ra anh em. Suy nghĩ chứ cho nó khổ người ra. Rồi, không cái. Đúng không? Anh em thấy đúng không? Chi mà ông kia ông nói chuyện sầm sạm quá, suy nghĩ chơi cho nhiều ra cho nó khổ ra. Mạch nào mà qua tinh hồng. Đồ kiểu này chắc lỗ rồi. Lỗ sắp mạch rồi em ơi. 7 kim mà cảm giác không có gì luôn rồi. Không có gì luôn rồi. Không có gì luôn rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc dưới sầu đây. Đủ gì còn gì đâu không rồi trời. Rồi được một phi phong kiểu năng quên phi phong kháng cảm 10. Thì phi phong đó khoảng 100 xu thôi. Tầm này thì đợi có tính cho anh em xem này. Đợi coi tính lời hay lỗ nha. Cho anh em xem thử anh Vân này lời hay lỗ nha. Đầu tiên nó hai lên bài bất đại. Hôm nay bút đại này thì thu được 900 xu cho một cái thì Khải thu 1.800 và một cái vi phong này là Khải bán được khoảng tầm 700-800 xu thì Khải cho 700 xu thôi. 700 xu thôi. 700 xu là cộng thêm 700 là 2.500. Đó. Rồi, 700 xu 2.500. Rồi hiện tại là 1 2 12 viên tinh. 12 viên tinh thì giao tầm này thì khoảng 200 xu một viên. Thì 2.400 nữa, Khải cộng 2.400, đó, cộng 2.400. 2.400 được 4.900. 4.900 rồi. 4.900 rồi được cái cục kỹ năng này nhận được khoảng 100 xu. 100 xu nuốt luôn đó, cộng thêm 100 xu nữa là 5k, cục này là 150 xu. 300 triệu là 150 xu.
Rồi, 150 xu 5K1 nuốt luôn. Đó. Rồi, 5K1 50. Cũng này không yên thua mấy cuốn này rác thôi em ơi. Này khai bón mớ rác kia này. Cuốn này cũng tầm một cái này 20 vạn, cái này bút shop rồi. 20 vạn. Này cá nhân. Kiếm được bao. Rồi, nói chung là không có gì luôn em ơi. Thu được mấy cái 5K máy thôi. Rồi 5K máy thôi, mới 5K1 thôi, lỗ 1K máy lận anh em à. Nhưng mà bù lại được cấp nha. Bây giờ còn 3 mảnh cuối cùng này. 1 2 3. Và rồi 3 mảnh cuối cùng, có xem được 3 mảnh cuối cùng con gỡ được gì không? Mảnh hồng chi thấp 2 triệu rồi, cái này triệu rồi anh em ơi. Linh nhạc bội. Trời ơi, tưởng linh nhạc vũ khí đồng kim rưỡi. Linh nhạc bội. Rồi xong, ton 15 mảnh phổ, không có phổ nào xài được luôn. Không có phổ nào mà bán được luôn anh em ơi. À được cái phổ này, được phổ này. Được phổ này chắc cũng được kim. Hôm nay về bán được kim nè, phổ bỏng cái ba bỏng đỉnh khá nha. Đúng rồi, sống đơn giản cho đời thanh thản thôi sang ơi. Nói chung là không còn ban chủ nữa thì mình có quyến liếng nữa đâu nè. Mình có cấp cao thì cũng chả giải quyết vấn đề gì. Chủ yếu là mình chơi thấy hợp lý mình xử, không hợp lý thì thôi. Còn cầm ban chủ khó mà đỡ xử lý bán lắm. Nhiều khi hồi trước cầm ạc ban chủ đỡ bán ạc nó rất là tiếc nè. Ạc cấp top server bán rất là tiếc. Đó. Chứ đâu phải muốn bán là bán đâu. Cái này bù lại là một kim nha anh em ơi. Đó, khả người cái này được một kim đấy, khoảng một kim là bình thường. Rồi, nói chung là Khải bỏ ra hết khoảng tầm 7 kim hơn, Khải thu được 6 kim 1. Thu được 6 kim 1 anh em ơi. 6 kim 1. Thì nói chung thu được 6 kim 1 thì Khải lỗ khoảng 900 xu. Ok, nói chung không sao. Mùa này giả là ok rồi. Ok, là bán nhanh cái phi phong này 800 xu. Rồi Khải nghĩ là phi phong đến ngày mấy? Ngày 2 tháng 10 á. Ngày 2 tháng 10 là ngày nào? Hôm ngày mai 30. Ôi không được, là ngày 2 tháng 10 bán cho anh em đi. Bán cho anh em một cái phi phong 8 xu. Đó. Nói chung là lỗ vài trăm xu thôi, nhưng mà không sao, Khải lên được cấp 154. Đó, lỗ vài trăm xu nha nè. Lỗ vài trăm xu ok. Đó, lên được ít kiếm kinh nghiệm này. Vô, thành thêm ít máu cho nó trâu tí. Rồi ok. Đúng rồi Thành Duy ơi, cái xác được mua Khải bán rồi, Khải bán lâu rồi. Mới hôm qua Khải bán rồi. Rồi ok, bây giờ Khải sẽ cấp 3 này qua rác đi. Ok, cảm ơn em đã theo dõi video ngày hôm nay. Và vừa rồi thì Khải Nguyễn Bình thành công này rồi nha em. Ủa, cái thân phù Khải đã mất tiêu rồi ta. Thì lên được một cấp hơn. Thân phù thì nhưng vút đã mất tiêu rồi ta. Từ lùm lại đó. Thì nói chung là như Khải nói thì được cấp. Và Khải lỗ lại một vài xu thôi nè. Lỗ vài trăm xu thôi. Rồi, lấy lại thân phù rồi. Rồi ok. Rồi, anh em xem video đừng quên đỡ lại cho video anh Evan này một like chia sẻ anh em ơi. Evan này lần này thì đó là Khải nghĩ Evan cho con luôn đao xe nha anh em. Đó. Xe và chắc ít thôi cũng thành chính thôi. Tầm này cày ít nhất nó cũng vài hôm hoặc là vài ngày hoặc nửa tháng nữa. Thì nó cũng lên là hàng hai số như bình thường thôi. Đây cập nhật hàng ấy. Đó. biết hết, tấn đặt trần biết hết. Biết hết luôn, hay dữ ta. Nhảy hàng ơi, coi nhảy hàng bao nhiêu đây. Đó, cái dòng Evan vô khác liền nè, đẹp liền thấy chưa. Lên Evan thì máu Khải gần 4k rồi, nói chung con đao tầm này khá là đẹp rồi. Đó, được rồi, tí nữa nó gặp nhập hàng thôi. Nói chung là anh em không có bằng 8 vấn đề kia chi nữa. Nói chung là xác định rồi. Giờ mình không cầm bang thì mình chơi kiểu đó cho nó vui thôi. Ok, tớ Huy Tuấn ơi. Ok, anh em đừng quên đỡ lại Khải đăng ký kênh ủng hộ video nha em ơi. Ok, video này Khải sẽ làm video ngắn up lên kênh lại cho anh em xem cho vui nha. Ok.